Dân vận đầu tiên cho phép thay mặt các thành viên hát hên đàn tính của tỉnh Hà Giang trân trọng gửi tới cô chú, anh chị, trưởng đoàn các tỉnh và các thành viên hát hên đàn tính đến từ tỉnh Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lâm Đồng cùng toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý, quý vị khán giả lời kính sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, nhằm mục đích giao lưu, học hỏi, thể hiện niềm đam mê với những người yêu hát hên đàn tính trên toàn quốc, tối nay Hội Hát Hên Đàn Tính tỉnh Hà Giang long trọng đăng cai tổ chức chương trình giao lưu hát hên đàn tính các tỉnh phía Bắc mở rộng lần thứ 3 tại tỉnh Hà Giang với sự tham gia của 6 tỉnh gồm Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lâm Đồng. Đây là dịp để các nghệ nhân và những người đam mê hát hên đàn tính tỉnh Hà Giang thể hiện sự hiếu khách của mình, vừa là giao lưu văn hóa nghệ thuật hát hên đàn tính, vừa là dịp quảng bá hình ảnh đất và con người Hà Giang tới mọi người. Tôi xin thay mặt đoàn hát hên đàn tính tỉnh Hà Giang trân trọng cảm ơn các đoàn hát hên đàn tính đến từ các tỉnh về giao lưu. Cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu khách quý đã về dự chương trình. Xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cuối cùng, tôi xin kính chúc toàn thể các quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc cho chương trình giao lưu của chúng ta trong buổi tối hôm nay thành công, tốt đẹp. Dạ vâng ạ, để cũng chia sẻ với toàn thể quý vị, để có những cuộc giao lưu với những người bạn yêu hát hên đàn tính trên toàn quốc ngày hôm nay. Ngay sau đây, Xuân Nữ xin được giới thiệu chị Bảo An đến từ tỉnh Bắc Cạn, là người sáng lập ra những người bạn yêu hát hên đàn tính hát cho tao nghe. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời chị sẽ lên sân khấu để chia sẻ về niềm vui của ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, lời đầu tiên cho phép em được thay mặt cho các thành viên câu lạc bộ hát hên đến từ các tỉnh xin được gửi đến quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, các đoàn tham gia trong chương trình giao lưu buổi tối ngày hôm nay và đặc biệt là các quý khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, Hội Đam Mê Hát Hên thành lập vào cuối năm 2018 đến nay là bước sang tuổi thứ 5 với tinh thần tạo sân chơi cho các thành viên trong đam mê môn nghệ thuật dân gian, đặc biệt là hát hên đàn tính. Mặc dù thời gian qua dịch bệnh kéo dài trì hoãn nhiều cuộc hội ngộ theo kế hoạch định kỳ, nhưng với tinh thần bảo tồn văn hóa dân tộc Tày Nùng Thái trong từng hoạt động nhỏ trong khuôn khổ cho phép, với sự phát triển của 4 năm qua, số lượng thành viên đã lên đến hơn 10.000 thành viên. Đây là một tín hiệu đáng mừng với sự phát triển văn hóa của dân tộc. Rất vinh dự là hát hên đàn tính đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Đây là một điều vinh dự, tự hào của cộng đồng dân tộc Tày Nùng Thái nói chung. Tôi mong chúng ta là những thành viên của Hội Đam Mê Hát Hên sẽ cùng nhau đoàn kết, gắn bó, quảng bá, đưa văn hóa cộng đồng dân tộc lan tỏa rộng rãi hơn nữa đến bạn bè quốc tế bằng những hành động thiết thực nhất có thể. Một lần nữa, xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các thành viên của Hội Đam Mê Hát Hên, quý bà con cô bác đã có mặt đông đủ để tạo nên sự thành công của chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Hữu, trưởng đoàn hát hên đàn tính tỉnh Hà Giang đã phát biểu khai mạc chương trình, và xin được cảm ơn lời phát biểu, chia sẻ, chúc mừng cũng như là những tâm sự của chị Bảo An là người đã sáng lập ra Hội Đàn Tính Hát Hên các tỉnh khu vực tỉnh Đông Bắc. Xin được trân trọng cảm ơn chị rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu các đồng chí trưởng đoàn hát hên đàn tính của các tỉnh Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lâm Đồng và Hà Giang trở lên sân khấu để nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức. Ban tổ chức xin mời nghệ nhân Nguyễn Văn Hữu, trưởng đoàn hát hên đàn tính, đơn vị chủ nhà tỉnh Hà Giang trở lên sân khấu để trao cờ lưu niệm cho các đoàn trân trọng kính mời. Bao phong on
anh đơn phi thiên tính bên quay tỏ phát phình cổ vịt phong khẩn ơi đinh nằm bóng ra xám xiên chừng xin lại bác sĩ vằn đắm khó khăn ơi trải biên phòng biên trái hứa tông xin đeo xe phản phình bô rậy ơi trang bàn trang mưa cần dẫn ùn yên toàn dân lầu chúng xin chung ý ơi hết lèo hén thủ tướng tái tăng mưa trang mưa trời căn óng lèn ơi vườn hà đen mà ngõ riêng phòng đen mùa xuân về lòng tươi hoa thắm ơi bao người vui điều hát câu ca. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Bùi Quang Lưu là một mạnh thường quân, sẽ có những món quà đặc biệt ý nghĩa để dành tặng cho các nghệ nhân thuộc các tỉnh tham gia chương trình giao lưu lần này. Xin được trân trọng kính mời ông Bùi Quang Lưu. Quý vị, chúng ta sẽ cùng đón xem với màn giới thiệu của các nghệ nhân đại diện cho các đoàn hát then đặc tính. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng chào đón. Đầu tiên, xin trân trọng giới thiệu các thành viên đại diện cho các nghệ nhân hát then đàn tính đến từ tỉnh Bắc Cạn. Kính thưa quý vị, Bắc Cạn là tỉnh miền núi nằm ở trung tâm nội địa vùng Đông Bắc Bộ, phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía Đông giáp tỉnh Lạng Sơn, phía Nam giáp tỉnh Thái Nguyên, phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang. Dân số Bắc Cạn là 313.905 người, đứng thứ 63 trên cả nước, trong đó đa số là dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Mông, Giao. Nơi đây có các danh thắng nổi tiếng như Vườn Quốc gia Ba Bể, Hồ Ba Bể, Động Puông, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ, Di tích lịch sử ATK Chợ Đồn, đặc biệt là Di tích lịch sử Nà Tu được vinh dự đón Bác Hồ lên thăm và được Bác Hồ tặng lực lượng thanh niên xung phong nơi đây 4 câu thơ: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Xin trân trọng giới thiệu các nghệ nhân đại diện cho đoàn Lạng Sơn. Lạng Sơn là tỉnh miền núi nằm ở phía đông bắc nước ta, cách thủ đô Hà Nội 154 km, phía bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía đông bắc giáp Trung Quốc, phía đông nam giáp tỉnh Quảng Ninh, phía nam giáp tỉnh Bắc Giang, phía tây nam giáp tỉnh Thái Nguyên, phía tây giáp tỉnh Bắc Cạn. Lạng Sơn có 745.000 người, là nơi chung sống của nhiều dân tộc anh em, trong đó đa số là người Nùng, Kinh, Giao, Hoa, Sán Chay, Mông. Lạng Sơn nổi tiếng với hương hồi xứ Lạng, đỉnh Mẫu Sơn cao vút, nơi du khách hay lên ngắm băng tuyết vào mùa đông. Ải Chi Lăng lịch sử hào hùng, tượng nàng Tô Thị bế con chờ chồng, có chùa và động Tam Thanh đền kỳ cùng. Đây là những di tích kiến trúc nghệ thuật tín ngưỡng dân gian với những giá trị văn hóa tinh thần đặc biệt. Nơi này đã trở thành địa điểm du lịch tâm linh được rất nhiều người tìm đến. Tiếp theo là các nghệ nhân đại diện cho đoàn Thái Nguyên. Thái Nguyên là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng Trung Du, miền núi Đông Bắc nói chung.
là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ, phía Bắc giáp Bắc Cạn, phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, phía Đông giáp tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và phía Nam giáp với thủ đô Hà Nội. Dân số Thái Nguyên là 1,3 triệu người với nhiều dân tộc anh em sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Sán Diều, Mông, Sán Chay, Giao, Hoa. Thái Nguyên nổi tiếng với hồ núi cốc huyền thoại, Hồ Nam, khu ATK Đình Hóa, thủ đô kháng chiến từ năm 1946 cho đến năm 1954, bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, Thái Nguyên còn nổi tiếng với vùng đồi chè Tân Cương, không gian văn hóa trà Tân Cương, thác Mưa Rơi. Xin trân trọng giới thiệu các nghệ nhân đại diện cho đoàn Tuyên Quang. Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, nằm giữa Đông Bắc và Tây Bắc của nước ta. Phía Đông giáp tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên, phía Bắc giáp tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Yên Bái và phía Nam giáp tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, cách thủ đô Hà Nội 165 km. Dân số là vào khoảng 753.763 người, có 22 dân tộc anh em sinh sống, trong đó đa số là người Kinh, Tày, Giao, Sán Diều. Tuyên Quang là quê hương anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, nổi tiếng với những di tích lịch sử như cây đa Tân Trào, mái đình Hồng Thái, lán Nà Lừa là nơi Bác Hồ kính yêu làm việc và nghỉ ngơi. Đến với Tuyên Quang là đến với biển gái đẹp, với dòng sông Lô xanh ngắt chảy quanh, khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, hồ thủy điện Na Hang đẹp tuyệt vời, được ví như Hạ Long trên cạn. Đặc sản cam sành Hàm Yên bạt ngàn trên những ngọn núi, vị ngọt của cam giống như lời mời ngọt ngào của các cô thiếu nữ miền gái đẹp xứ Tuyên. Xin trân trọng giới thiệu các nghệ nhân đại diện cho đoàn Lâm Đồng. Lâm Đồng là tỉnh nằm ở khu vực Nam Tây Nguyên, phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Bình Thuận, phía Đông giáp tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận, phía Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và phía Tây Nam giáp tỉnh Đồng Nai, Bình Phước. Dân số toàn tỉnh là trên 1,3 triệu người với 43 dân tộc sinh sống, trong đó đa số là người Kinh, Cờ Ho, Mạ, Nùng, Tày. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là khu vực năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và là thị trường có tiềm năng lớn. Lâm Đồng nổi tiếng với thành phố Đà Lạt mộng mơ, khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm với trên 3.000 ha, thác Bon Vuông. Ngoài ra còn sở hữu nhiều văn hóa phi vật thể như không gian văn hóa cổng chiên của người Tây Nguyên, mộc bản Triều Nguyễn, khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, dinh bảo đại, đồi chè Cầu Đất đẹp mê hồn người. Xin trân trọng giới thiệu các nghệ nhân đại diện cho đoàn chủ nhà Hà Giang. Kính thưa quý vị, Hà Giang là tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam nước ta, giáp các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Tuyên Quang, có đường biên giới trải dài giáp với nước bạn Trung Quốc. Hà Giang có 19 dân tộc anh em sinh sống, trong đó đa số là người Mông, Tày, Kinh, Giao. Về văn hóa, Hà Giang nổi tiếng với trẻ tình khâu vai của Mèo Vạc, lễ hội nhảy lửa của dân tộc Bà Thẻn, lễ hội cấp sắc của người Giao, lễ hội lồng tồng của người Tày, lễ hội hoa tam sắc mạch được tỉnh Hà Giang tổ chức lễ hội quy mô lớn hàng năm. Về du lịch, Hà Giang nổi tiếng với công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, dinh Vua Mèo, đèo Mã Pì Lèng, núi đôi Quản Bạ, thiên đường mây Chiêu Lầu Thi hay ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được mệnh danh là một bức tranh tuyệt mỹ của thiên nhiên mỗi khi mùa nước đổ hay mùa lúa chín. Kính thưa quý vị, và vừa rồi là màn chào hỏi của các nghệ nhân đại diện cho các thành viên của các đoàn tham dự chương trình giao lưu hát then đàn tính.
Lượng tính gian
phượng hoàng, loan phượng hòa bình chỉ mi hao, là tè so linh phiêu mưa ta. Dạ, là cú lượn lầu mà thay chân đỡ nhời. Mình có thứ nào đã tin mình.
như tập đầu với quạt em có vừa thiên nhạc tuổi chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dành cho các đồng chí